Kính thưa quý vị, vụ cháy chung cư Carina đã gây tổn thất vô cùng nặng nề về người cũng như là thiệt hại nặng nề về của. Và một lần nữa đánh thêm tiếng chuông báo động về tình hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư tòa nhà cao tầng. Sau những vụ cháy như vậy, bên cạnh những nguyên nhân quen thuộc như hệ thống phòng cháy chữa cháy không được bảo đảm, sự yếu kém của đơn vị vận hành hay ý thức của một bộ phận người dân thì nhiều người còn chỉ ra rằng chính thiết kế kết cấu của tòa nhà nếu không đảm bảo các quy tắc kiến trúc cũng là một tác nhân khiến các vụ cháy thêm nặng nề. Vậy việc thiết kế các chung cư cao tầng cần tuân thủ những quy tắc nào để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cư dân? Liệu chủ đầu tư có cắt xén thay đổi thiết kế nhằm giảm chi phí xây dựng hay không? Người dân làm thế nào để biết chung cư mình đang sinh sống được thiết kế đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy? Để trả lời những băn khoăn này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay kiến trúc sư Nguyễn Huy Khanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và chúng tôi xin được bắt đầu ngay những câu hỏi đầu tiên, đó là anh có thể cho biết khi bắt tay vào thiết kế một chung cư cao tầng thì đâu là những nguyên tắc mà mọi kiến trúc sư phải tuyệt đối tuân thủ nhằm đảm bảo phòng cháy chữa cháy ạ? Trước hết xin chào Phan Anh, xin chào quý khán giả. Trước khi bắt tay vào thiết kế một công trình thì không chỉ là công trình chung cư, các kiến trúc sư phải tuân thủ các cái quy chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người. Cụ thể đây là quy chuẩn 06/2010 được ban hành cùng với thông tư 07 năm 2010 của Bộ Xây dựng ngày 28 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2010. Và từ đây là một trong những quy chuẩn mà trong giới chuyên môn cũng đánh giá là những quy chuẩn tương đối là cao cho cái việc mà an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình. Dạ vâng. Về mặt văn bản là như vậy, nhưng mà người dân thì rất là khó để theo dõi những văn bản. Với cách giải thích thông thường, ông có thể chia sẻ cho khán giả những cái nguyên tắc cơ bản mà khán giả khi mà họ sinh sống ở trong những khu chung cư cao tầng họ có thể nhìn thấy ngay. Về cái quy chuẩn thì là một cái tài liệu tương đối đồ sộ, gồm có 88 trang với 5 khoản mục chính với 8 cái phụ lục chi tiết. Và đây là một cái quy chuẩn kỹ thuật có rất nhiều thông số, cho nên cái việc mà để giải thích một cách chi tiết từng cái điều khoản một thì nó tương đối là mất thời gian. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng hình dung nó có một số vấn đề chính. Thứ nhất là an toàn đối với người thì trước hết phải được báo về các cái hiện tượng sự cố đối với công trình. Cụ thể đây là báo cháy và báo khói. Thì các công trình thường được lắp hệ thống về báo khói và báo cháy bằng các cái tín hiệu như đèn, tín hiệu còi, rú. Thứ hai là các cái vấn đề về chữa cháy, đó là các cái thiết bị chữa cháy như họng cứu hỏa, như các bình xịt, như các vòi sprinkler trên trần. Và bên cạnh đó, để mà cái quá trình vận hành được đúng theo các quy trình thì thường là có các cái biển chỉ dẫn các cái vận hành các thiết bị về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời là để mà hướng dẫn trong quá trình thiết thoát nạn thì là các công trình đều được lắp các hệ thống về biển báo, các đèn exit để làm sao cho người và cư dân trong các cái công trình công cộng đấy khi có sự cố có thể tìm được đường thoát một cách nhanh nhất. Thì đấy là những cái nội dung cơ bản nhất của cái quy chuẩn và các nội dung mà các người dân nên quan tâm. Yeah. Như vậy là nó bao gồm cả cái hệ thống báo động khi mà xảy ra cháy, hệ thống xử lý cái sự việc nếu mà có đám cháy và sau đó là cái hệ thống dẫn đường nếu trong cái trường hợp hỏa hoạn xảy ra, đúng không ạ? Thì trong rất nhiều vụ cháy hiện nay thì cái cầu thang thoát hiểm lại trở thành cầu thang nguy hiểm. Ví dụ như là trong vụ cháy Carina vừa rồi, cá nhân tôi đi nhiều chung cư thì thấy mỗi nơi cũng bố trí nó cũng hơi khác nhau một chút xíu. Có những nơi thì cầu thang thoát hiểm sau đó lại còn có một cái phòng đặc biệt nữa xong rồi mới đến cái lối hành lang. Có những nơi thì có hai cái cầu thang thoát hiểm và có những nơi thì có cả cầu thang thoát hiểm ở bên ngoài. Như vậy thì cái nào mới là những cái quy chuẩn chính xác ạ? Về nguyên lý thì cái cầu thang thoát hiểm là cái cầu thang không nhiễm khói. Thì theo quy chuẩn 06 thì là có 3 loại cầu thang không nhiễm khói, là tên là N1, N2 và N3. Cầu thang N1 là cầu thang mà mình hình dung là chúng ta sẽ đi ra ngoài nhà bằng một cái hành lang riêng dạng như loggia hoặc ban công rồi ta mới đi vào thang, tức là cái cầu thang được thông thẳng với cả không gian ngoài trời bên ngoài. Loại cầu thang thứ hai là N2, tức là để mà chống nhiễm khói vào trong thang thì người ta dùng một cái thang có cửa kín và được tăng áp để cho cái áp suất ở trong thang luôn luôn được duy trì dương cao hơn ở ngoài, cho nên khi có khói thì khói không lan vào thang. Và loại thứ ba là loại N3, tức là người ta không tăng áp cho cả thang, nhưng mà trước khi vào thang thì có một cái khoang đệm, và cái vùng đấy phải được tăng áp để đảm bảo cho là
trước khi vào thang thì cái vùng đấy cũng không bị nhiễm khói. Thì hiện nay là tùy theo các cái ý đồ thiết kế của các nơi và do cái vị trí cụ thể thì các cái người ta có thể được sử dụng một trong các cái loại thang đó để đưa vào thiết kế. Chúng ta phải lưu ý là trong công trình thì không chỉ có thang thoát nạn mà có thang bộ, thì theo quy chuẩn cũng có 3 loại thang bộ. Thì thông thường thì do cái nhu cầu sử dụng thì là người ta cũng thể lưu chuyển từ các tầng với nhau, yeah. Thì nên dùng thang bộ, còn chỉ sử dụng thang thoát nạn trong trường hợp có sự cố, đặc biệt là hỏa hoạn. Dạ vâng. Như vậy là chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến cái thang thoát hiểm đúng không ạ? Bởi vì cái thang đó chỉ sử dụng trong cái trường hợp hỏa hoạn, và tuyệt đối là tôi thấy cái tình trạng giống như ở khu Carina đó là nhiều người dân mở cái đường đó ra để trở thành một cái lối đi của mình, thì đấy là một cái việc cực kỳ nguy hiểm, và khi mà xảy ra sự cố thì nó khiến cho cái sự việc trở nên vô cùng là đáng tiếc. Thì bên cạnh đó thì nếu nói về diện tích thì sao ạ? Bởi vì là khi mà có tiêu chuẩn là như vậy rồi thì có nhiều người cũng không quá quan tâm lắm, bởi vì là có thể là vì cái yêu cầu về diện tích hay về thẩm mỹ hay sau đó thì người ta có thể hy sinh một cái phần nào đó cái diện tích của cái thang thoát hiểm này. Bởi vì tôi thấy cũng có những nơi thang thoát hiểm thì có vẻ là cái nó hơi bị dốc và cái diện tích nó không nhiều, thì có cái tiêu chuẩn nào về cái diện tích tối thiểu bắt buộc phải có không ạ? Trong quy chuẩn thì những cái tiêu chuẩn được quy định rất cụ thể cho cái thang thoát hiểm về chiều rộng rồi độ dốc, và tất cả các quy định này nó rất là chi tiết, cho nên là cá nhân tôi thì tôi cho rằng cái chuyện mà có thể đấy là cái đánh giá mà cảm quan thôi, yeah. Còn các công trình đã được đưa vào sử dụng, đã được cấp phép vận hành tòa nhà theo phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn là không có cái chuyện mà nó dưới quy chuẩn. Dạ. Anh có thể cho biết được là cái mức tối thiểu là bao nhiêu không ạ? Để cho người dân đang ở chung cư bây giờ họ có thể áp cái khung này và ngay lập tức họ có thể kiểm tra về ở chung cư của mình. Bởi vì thực tế thì người dân gần như là rất là mù mờ về vấn đề này. Thực ra thì tôi cũng rất muốn trả lời câu hỏi này một cách chi tiết. Tuy nhiên là quy chuẩn thì nó có rất nhiều cái nội dung chi tiết. Nó có phân hạng công trình, phân cấp công trình, rồi là do cái chức năng của công trình mà nó quy định cái chiều rộng cũng như là chiều độ dốc cũng như là cái chiều rộng của chiếu nghỉ. Yeah. Cho nên cái này thì có lẽ do thời lượng của công trình thì chúng tôi nghĩ là chúng ta rất khó trả lời một cách chi tiết. Vậy thì người dân hiện nay đang ở chung cư nếu mà muốn biết về cái tiêu chuẩn đó, cái con số cụ thể đó thì họ có thể xem bằng văn bản nào? Họ xem quy chuẩn 06/2010 Bộ Xây dựng. Quy chuẩn 06/2010 của Bộ Xây dựng đúng không ạ? Tôi có thấy một hiện tượng đó là trong vụ cháy ở Carina ở Thành phố Hồ Chí Minh hay cháy xa là ở Hà Nội thì cái nguồn hỏa hoạn đều bắt nguồn từ tầng hầm để ô tô, và rõ ràng đây là một cái nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất là lớn, bởi vì với những cái lượng xe cộ để dưới như vậy và với những nguyên liệu như vậy và đặc biệt là với những cái cháy như vậy thì nó lan rất là nhanh và nó sẽ tạo ra những cái khói rất là độc. Thế thì anh có thể cho biết là về mặt thiết kế thì các hầm xe thì phải bảo đảm cái an toàn như thế nào? Về mặt hầm xe thì nó có mấy cái quy định. Thứ nhất là về diện tích, các cái hầm xe thì bao giờ cũng được phân theo các gọi là các khoang cháy, tức là có cái diện tích tối đa có thể cho từng khoang, và các khoang này phải được tách rời độc lập và được ngăn bằng các cái cửa hay là các cái thiết bị ngăn khói và ngăn cháy. Trong hầm để xe thì phải có các cái thiết bị báo cháy, báo khói, các thiết bị chống cháy, và đặc biệt là phải có các cái chỉ dẫn để cho người ta thoát nạn khỏi tầng hầm khi mà có sự cố. Dạ vâng. Hiện nay thì có khá là chung cư, khá nhiều chung cư cao tầng, nhưng mà thường thì có thể là kết hợp thêm những cái trung tâm thương mại. Thì cái vấn đề mà về phòng cháy chữa cháy và những cái tiêu chuẩn giữa chung cư cao tầng và cái trung tâm thương mại nó có khác nhau nhiều không ạ? Các cái chức năng khác nhau thì có cái yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy là khác nhau, và các công trình thì có thể là tổ hợp tất cả những cái chức năng đó vào. Tuy nhiên là thì để mà được đưa vào sử dụng thì tất cả các cái khu vực có những cái chức năng khác nhau đó đều phải đảm bảo những cái yêu cầu về phòng cháy cháy cho chính cái khu vực đó. Tức là chúng ta sẽ không có một cái quy chuẩn chung cho một tòa nhà, mà là với cái bộ phận tầng hầm sẽ phải tuân thủ theo những quy định chi tiết, bộ phận khối thương mại sẽ phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn, và cũng như là khối cao tầng. Dạ. Vâng.
Cái tiêu chuẩn dành cho cái trung tâm thương mại nó sẽ khắt khe hơn hay là cái dành cho cái nhà ở sẽ khắt khe hơn ạ? Tại vì tôi cũng có thấy một cái clip về một cái đám cháy mới đây tại một cái khu trung tâm thương mại tại Nga, thì chỉ trong vòng có chưa đầy một phút thôi thì cái đám cháy đã lan toàn bộ cái trung tâm đó và tạo nên một cái lượng khói rất là kinh khủng và gần như là rất là khó để có thể thoát nạn trong cái trường hợp đó. Chúng ta thấy rằng là nó xảy ra quá nhanh. Tôi rất khó được so sánh với cái chuyện là cái nào cao hơn. Tuy nhiên là đối với cái với các cái không gian khác nhau thì cái khả năng gây cháy và khả năng lan cháy là khác nhau. Chính vì vậy với các trong quy chuẩn và tiêu chuẩn thì người ta yêu cầu những cái biện pháp để ngăn cháy và chữa cháy là khác nhau để mà đảm bảo cho là cái việc đó nó được hạn chế tối thiểu cái thiệt hại về người và của. Vâng, hiện nay thì những cái người mà đang có dự định mua chung cư cao tầng có thể nói là cũng rất là lo lắng, và những người đang sinh sống tại những khu chung cư cao tầng cũng đang rất là lo lắng. Với là một người có kinh nghiệm thì anh có cái lời tư vấn nào để cho người tiêu dùng, những cũng cho như là làm tất cả những người dân khi mà đang có cái ý định đó thì có thể là cảm thấy an tâm hoặc là đưa ra những cái tiêu chí lựa chọn cho những cái căn hộ an toàn? Thực ra vì cái nó có rất nhiều cái nội dung liên quan đến cái việc mà đặc biệt là nói đến cái chuyện mà tiêu chuẩn thì nó không thể nói hết được. Nhưng nếu tôi là một người mua nhà thì tôi sẽ có những cái tiêu chí mang tính cá nhân của tôi. Thí dụ như là tôi sẽ không chọn những khung chư mà có cái hành lang tối. Hành lang tối là nghĩa là hành lang không được thông với ánh sáng bên ngoài. Vì trong cái trường hợp là có sự cố thì chúng ta chỉ có duy nhất một lối không thoát qua thang thoát hiểm, mà nếu cái lối đấy không an toàn nữa thì cái khả năng thoát hiểm là thấp. Thứ hai là các căn hộ thì nếu tôi chọn thì sẽ chọn cái căn hộ có hai hướng thoát. Nếu mà cái căn hộ ở trong những cái hành lang cụt và có chiều dài quá dài. Tất nhiên là cái chiều dài đấy nó vẫn nằm trong quy chuẩn, nhưng mà tuy nhiên là rõ ràng nếu mà có căn hộ phía trước đấy nó có sự cố thì rõ ràng là mình ở phía sau cũng rất là khó có thể an toàn. Rồi nếu mà tôi là người mua nhà thì tôi sẽ phải tự kiểm tra cái mức độ an toàn của công trình. Cụ thể như là tôi có thể thử xem các cái việc các thiết bị đấy nó có hoạt động hay không. Thế rồi là tôi có thể thử xem là tôi có thể tìm được cái đường thoát hiểm một cách nhanh nhất không. Thậm chí là tôi nghĩ là chúng ta có thể có một cái cách thử rất đơn giản là chúng ta thử đi bộ từ tầng cao nhất đến ra đến ngoài trong thời gian bao nhiêu lâu. Mà thông thường thì chúng ta nên nó từ 3 đến 5 phút thôi. Vì như thế thì chúng ta có thể là mình gọi nôm na là có thể nín thở trong cái sự an toàn đó. Thế rồi là chúng ta có thể quan sát tất cả các cái thiết bị về báo cháy và chữa cháy, xem là cái tình trạng hoạt động của nó bằng ở góc độ cảm quan là nó có tốt hay không, nó có hoạt động hay không. Và đặc biệt là chúng ta không nên mua những căn hộ mà không có cái khoảng thông ra chợ ngoài trời hoặc là nó quay về các cái giếng trời. Thì đấy là những cái nơi mà khi mà xảy ra hỏa hoạn thì nó sẽ trở thành những cái ống khói dẫn khói từ các cái tầng bị cháy lên cao. Thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà là một cư dân ở chung cư thì tôi nghĩ là những cái chung cư mà người ta lắp được nhiều cái thiết bị vừa báo cháy và báo khói cũng như chữa cháy trong căn hộ của mình thì đấy là những căn chung cư có cái tiêu chuẩn cao và an toàn hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Huy Khanh. Kính thưa quý vị, tai nạn đáng tiếc xảy ra và chúng ta đều rất là đau lòng, nhưng hãy lấy đó làm hồi chuông cảnh tỉnh để tất cả mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác của mình. Nếu các bạn đang ở chung cư hoặc là có ý định mua chung cư thì cần phải tự tìm hiểu để có thể bảo vệ mình một cách tốt nhất, và đó tôi cho rằng đó cũng là một cách bảo vệ mình quan trọng nhất.